Ma quỷ có thật, đừng bao giờ đùa giỡn với họ. Đoạn phía đầu này được chia sẻ trên trang web Những Điều Kỳ Bí, My Theorist Thing, có một tài khoản có tên Takano với dòng mô tả như sau. Tại con đường Lentani ở thành phố Bendigo, nước Úc, nơi mà chúng tôi đã từng đi dạo, nếu như tôi nhớ không lầm là vào lúc 9 giờ 45 phút tối ngày 26 tháng 7 năm 2017, tôi cùng một người bạn đi dạo và nói chuyện về việc tôi sẽ chọn ngôi trường nào khi bước vào ngưỡng cửa đại học. Bạn tôi Meli thật sự có rất nhiều đam mê và chính điều này đã khiến chúng tôi trở thành bạn. Cô ta có một sở thích, đó là quay phim và chụp hình. Khi tôi hỏi thì cô ta nói rằng muốn lưu lại những khoảnh khắc khi còn có thể. Lúc đó tôi thật sự không hiểu tại sao cô ta lại nói như vậy. Và rồi 2 ngày sau đó, tôi nhận được email của Meli gửi cho tôi. Trong mail, cô ta ghi những lời thăm hỏi đến tôi và kèm theo đó là đoạn video mà cô ta đã quay lại khi chúng tôi đi dạo ở con đường Lethany. Và ở cuối dòng thư, cô ta có ghi rằng cuối cùng ả ta cũng đã tìm đến tôi. Tôi thật sự không hiểu cô ta đang nói đến việc gì. Ngay sau đó tôi đã gọi điện cho cô ta nhưng không có tín hiệu trả lời. Hôm sau tôi đến nhà trọ tìm cô ta, nhưng chủ nhà nói cô ta đã bỏ đi đâu khoảng 1 tuần nay. Đồ đạc vẫn ở đây, nhưng cô ta đã ở đâu? Đoạn video này được chia sẻ trên trang Twitter của một tài khoản nặc danh với dòng mô tả: hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2012, chúng tôi đã thử một trò chơi gọi hồn hay được biết là cầu cơ. Bọn bạn tham gia gồm Lina, Marty và ông chú Benzat hàng xóm. Đặc biệt là gã Benzat này, ông ta không nghĩ trên đời có ma quỷ, nên khi chúng tôi ngỏ lời thì gã liền chấp nhận. Và chúng tôi đã quyết định chơi trò này tại nhà của gã Benzat vào lúc 11 giờ đêm. Khi bắt đầu chơi thì mọi chuyện có vẻ rất bình thường, và rồi những dấu hiệu kỳ lạ đầu tiên đã xuất hiện khi chiếc ly tự động di chuyển. Những người tham gia cứ nghĩ là một trong số 3 người chơi đã tự di chuyển cái ly, nhưng rồi sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng đã đến khi cái ly lần lượt dừng lại ở từng chữ cái K, I, L, L, Q, có nghĩa là giết. Sau khi nhận ra một việc gì đó thì gã Benzat đã hoảng sợ và bỏ chạy về phòng của hắn rồi khóa cửa lại. 2 ngày sau, tôi được tin gã đã ra đầu thú ở đồn công an gần đó, với lời thú tội rằng gã đã lỡ đụng chết một người phụ nữ băng qua đường trong khi gã đang lái xe trong tình trạng say xỉn. Đoạn video này được cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có cảm nghĩ gì, hãy để lại bình luận của bạn bên dưới để mọi người được biết. Hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ Chuyện Đi Kỳ bạn nhé.